Lạm phát từ trước đến nay thì vẫn luôn được xem là một trong những vấn đề nhức nhối nhất của nền kinh tế, khi mà nó khiến cho rất nhiều các tổ chức tài chính lớn trên thế giới như là Fed nè phải luôn liên tục đưa ra những phương án cũng như là chính sách đối phó nhằm ổn định lại thị trường. Và đương nhiên là sau mỗi lần điều chỉnh như vậy thì nền kinh tế thế giới nói chung và cả thị trường crypto nói riêng đều ghi nhận những sự biến động. Và có lẽ là cũng chính bởi điều này mà khi chúng ta nghe qua về những cụm từ như là lạm phát tăng thì Ý Nhi nghĩ là vô hình chung tất cả các bạn sẽ nghĩ đến những cái viễn cảnh vô cùng đen tối mà thị trường tài chính sẽ phải đón nhận trong thời gian sắp tới. Và khi nói đến đây thì Ý Nhi nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là nếu như mà lạm phát tăng là xấu, vậy thì liệu rằng là giảm phát có phải là phương án tốt hơn để thúc đẩy nền kinh tế phát triển hay không? Vậy thì giảm phát là gì và sự thật thì giữa lạm phát và giảm phát đâu mới thật sự là thứ đáng sợ hơn đối với nền kinh tế? Thế cùng Coi68 TV tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Coi68 TV. Mình là Yến Nhi và đây là series Chuyện Kinh Tế. Trước khi đi sâu vào vấn đề thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu đơn giản lại về những cái khái niệm là giảm phát là gì và lạm phát là gì. Đầu tiên thì lạm phát là gì? Lạm phát ở đây được hiểu đơn giản là sự gia tăng chung một cách liên tục của các loại hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, đồng nghĩa với sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Điều này thì sẽ gây ra một vấn đề là khi lạm phát xảy ra, chúng ta sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đó. Các bạn có thể hiểu đơn giản của một ví dụ như thế này. Đó là vào những năm 2000, với 20.000 đồng thì chúng ta có thể mua được tới tận 5 ổ bánh mì. Nhưng đến hiện tại năm 2024 thì với sự tác động của lạm phát, ta có thể chỉ mua được một ổ bánh mì hoặc là ít hơn như vậy nữa. Và khi chúng ta đi sâu hơn thì lạm phát nó cũng thể hiện sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ của một quốc gia. Có nghĩa là những quốc gia nào mà có tỷ lệ lạm phát càng thấp thì đồng tiền của họ sẽ mạnh hơn và có giá trị hơn so với những quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao. Vậy thì đi ngược lại với lạm phát, đó chính là giảm phát. Vậy thì giảm phát là gì? Ý Nhi nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn cảm thấy khá là xa lạ đối với khái niệm giảm phát. Thì giảm phát là tình trạng xảy ra khi mà mức giá chung của quốc gia bị giảm xuống. Nếu đã quá quen với lạm phát thì các bạn có thể hiểu rằng là giảm phát là đối ngược lại với lạm phát. Nếu tỷ lệ lạm phát ở mức dưới 0% thì tình trạng giảm phát sẽ xảy ra. Khi đó thì các sản phẩm bạn thường mua sẽ có mức giá rẻ hơn. Với cùng một mức tiền thì lúc đó bạn sẽ có thể mua được nhiều hàng hóa hơn bình thường. Ý Nhi sẽ đưa ra một ví dụ cho các bạn dễ hiểu là bình thường thì chúng ta sẽ phải trả 60.000 đồng cho một cân thịt đi. Thì nếu như giảm phát xảy ra, một cân thịt sẽ chỉ có giá 45.000 đồng. Xét trên khía cạnh tài chính thì tiền tệ và đồng tiền quốc gia lúc đó thì nó cũng sẽ có giá hơn nè. Ví dụ thì các bạn có thể phải bỏ ra tới 23.000 đồng để có thể mua được một đồng USD. Thì nếu như giảm phát xảy ra, bạn sẽ chỉ cần phải chi trả khoảng 20.000 đồng cho một USD. Khi nhắc tới đây thì Ý Nhi nghĩ là sẽ có rất nhiều người lầm tưởng rằng là giảm phát sẽ tốt hơn là lạm phát, khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể mua được nhiều hàng hóa hơn với một mức giá hời hơn. Tuy nhiên thì đây lại được xem là một dấu hiệu cho thấy kinh tế sắp suy thoái hoặc là đang bị trì trệ. Do nhu cầu sản phẩm trong nước đang bị hạn chế khiến cho nhiều doanh nghiệp bị dư thừa hàng hóa mà dẫn đến khủng hoảng, càng làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế. Vậy thì có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là tại sao các quốc gia đều đặt vấn đề chung là lạm phát kéo dài mà không phải là giảm phát kéo dài hay chưa? Câu trả lời ở đây là nếu như lạm phát được xem là một căn bệnh mãn tính mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày trong cuộc sống thì giảm phát lại là một căn bệnh nan y mà ta phải trị dứt điểm. Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến giảm phát, nhưng nguyên nhân thường thấy nhất là do tổng nhu cầu quốc gia suy giảm. Điều này sẽ dẫn đến cung thì lớn hơn cầu, tình trạng dư thừa hàng hóa sẽ xảy ra. Từ đó thì dẫn đến giá hàng hóa giảm đi. Khi mà chúng ta xét trên khía cạnh sản xuất thì khi mà việc cầu giảm và hàng hóa không thể lưu thông sẽ khiến cho doanh thu các công ty bị giảm đáng kể. Việc cắt giảm nhân công và thu hẹp sản xuất là điều khó tránh khỏi nếu tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài. Và đương nhiên hậu quả để lại sẽ là quy mô nền kinh tế có thể bị thu nhỏ lại, cùng với đó là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao dẫn đến xã hội thiếu ổn định. Ngoài ra thì sự gia tăng của tổng cung cũng là nguyên nhân dẫn đến giảm phát. Khi có quá nhiều doanh nghiệp cùng tham gia sản xuất thì lượng hàng hóa trong thị trường sẽ vượt quá nhu cầu tiêu dùng và nó sẽ khiến cho giá giảm. Và nếu như không có một phương án hoặc là chính sách nào được đưa ra thì vòng lặp này sẽ tiếp tục được tiếp diễn. Và đến một lúc nào đó thì khi hàng hóa không được lưu thông, nợ quốc gia sẽ bị tác động tiêu cực do không thể thu thuế. Các công ty sẽ lần lượt bị phá sản và gây ra một thời kỳ hết sức đen tối cho nền kinh tế. Ở đây thì Ý Nhi sẽ đưa ra cho các bạn một ví dụ đơn giản nhất để các bạn có thể hình dung rằng khi giảm phát xảy ra thì nền kinh tế sẽ bị tác động như thế nào. Trên thực tế thì trong quá khứ, giảm phát đã từng được xảy ra và mang đến một cơn ác mộng mà hầu như không ai muốn nhắc đến hoặc bắt gặp lại nó. Đó chính là cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra tập trung trong giai đoạn 1929 đến năm 1939. Và cơn ác mộng này thì cũng được miêu tả bởi rất nhiều những từ nhất: lâu dài nhất, sâu sắc nhất, lan rộng nhất và kinh hoàng nhất. Trong những năm của cuộc khủng hoảng thì GDP thực tế hàng năm của Hoa Kỳ dường như đã bị chững lại và rơi ra khỏi chu kỳ tăng. Song với đó là tỷ lệ thất nghiệp trong giai đoạn này cũng đã tăng một cách nhanh chóng và vô cùng mạnh mẽ. Đỉnh điểm là hơn 20% người dân thất nghiệp trong giai đoạn giữa của cuộc khủng hoảng kinh tế.
Và khi chúng ta dựa vào biểu đồ Consumer Price Index mô tả mức độ lạm phát và giảm phát của dòng tiền đổ vào thị trường Hoa Kỳ từ năm 1914 đến năm 2022, thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được tình trạng giảm phát liên tục tăng cao trong suốt giai đoạn xảy ra cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bắt đầu mạnh mẽ vào đầu những năm 1929 và dần được kiểm soát vào đầu những năm 1940. Và khi chúng ta để ý thêm một chút thì cuộc giảm phát mạnh mẽ gần đây nhất được xem là diễn ra vào năm 2008 sau một chu kỳ duy trì lạm phát ở mức ổn định. Đây thì cũng được xem là thời kỳ đại suy thoái khi mà suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế đồng thời diễn ra ở rất nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới. Qua đó thì có thể thấy là ở những giai đoạn diễn ra giảm phát, nền kinh tế luôn phải hứng chịu các đợt suy thoái cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù là mức độ lạm phát thì luôn được tăng cao trong các năm, nhưng mà các cơ quan tài chính thì vẫn luôn biết cách để khống chế nó ở mức độ cho phép, giúp cho nền kinh tế phát triển lành mạnh. Còn với giảm phát thì có thể được kìm hãm lại bằng việc gia tăng lượng cung tiền. Tuy nhiên thì điều này có thể được coi là con dao hai lưỡi, bởi về lâu dài thì nó có thể gây nên lạm phát mất kiểm soát. Các bạn có thể hiểu một điều rằng là mục tiêu ổn định giá cả sẽ không bao giờ có thể đạt được. Nền kinh tế thì luôn thay đổi theo thời gian và giá cả thì cũng sẽ thay đổi theo. Và với công nghệ ngày càng hiện đại và dây chuyền sản xuất thì ngày càng được tối ưu hóa hơn thì mọi thứ sẽ trở nên rẻ hơn. Nhưng điều này thì không có nghĩa là dịch vụ nào cũng sẽ được hưởng lợi như nhau từ điều đó. Và khi xét theo nhiều khía cạnh cụ thể thì lạm phát sẽ tốt hơn là giảm phát khi nó cho phép ngân hàng thiết lập một mức lãi suất cần thiết để cân bằng. Thậm chí là lạm phát còn có thể giúp cho các tổ chức điều chỉnh giá cả, kích thích tiêu dùng, vay nợ đầu tư, giảm tình trạng thất nghiệp và ngăn chặn suy thoái kinh tế nếu như biết khống chế một cách hợp lý. Và điều này thì cũng sẽ giải thích cho lý do tại sao mà chính phủ Hoa Kỳ luôn đặt mục tiêu chung là lạm phát mỗi năm sẽ tăng 2%. Và đó là những thông tin mà Ý Nhi cho rằng là bên cạnh các tác động tiêu cực thì lạm phát vẫn là một yếu tố không thể thiếu nhằm duy trì một sự ổn định của nền kinh tế. Hy vọng là video này sẽ cung cấp thật nhiều những kiến thức đến cho mọi người, giúp cho mọi người có một cái nhìn khác hơn về lạm phát. Và cảm ơn các bạn đã xem đến hết video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho Coi68 TV nha. Và mình là Yến Nhi, hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo trên series Chuyện Kinh tế trên Coi68 TV. Bye bye!